Ôi, em diệp đi mà. Ôi, sao lại xịt hơi cay vào mặt em, mù mắt tôi thế này. Thôi bây giờ giờ xịt khoáng chị ấy mang đi để dọa ma nó sao mà mù nữa. Ừ nhỉ. Sao lại trốn xuống đây đấy? Có tiếng động em tưởng trộm nên là trốn sau cánh cửa. Mà chị đi đâu giờ mới về? Này 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 này, đứng lại. Gì? Ăn mặc kiểu gì này? Nào, Quỳnh búp bê. Cái con này kín đáo thế làm gì? Lại uống rượu đây à? Một chút. Trông không giống chị tẹo nào. Trông cứ say say ấy. Ôi, lại còn thất toát nữa chứ. Nào. Công nhận là chả ra làm sao cả nhở. Nhưng mà kệ. Nhờ có hôm nay chị mặc như này mà ký được hợp đồng béo bở ở đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi chị lên. Đau chân rồi. Rồi làm thế. Rơi khỏi.